Vinh nhớ này anh em này. Nó lấy lên luôn. Đơn giản này, gỡ cái này đơn giản lắm. Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh vạc trên toàn quốc nhá. Thì ngày hôm nay ra cái bãi vạc của anh trai để đánh kết hợp với nhựa cộng với lưới tàng hình. Thì về cái lưới tàng hình đây là cái lưới cơ sở bên em cung cấp ra ngoài thị trường này anh em này. Năm nay thì được anh em ủng hộ rất là nhiều. Đối với cái lưới tàng hình này, cái thứ nhất là cái độ tàng hình nó cao, cái thứ hai nữa là đánh vạc rất là dễ. Cái lưới này thì mắt của nó là mắt 12 phân. Đấy, với cái sợi lưới nó là sợi 20, 4 diềm 3 túi. Đấy, cao với cái chiều cao của nó là 60 mắt. Thì khi làm thu diềm vào ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng 3 mét rưỡi anh em nhé. Thì 3 mét rưỡi đứng từ trên diềm trên xuống diềm dưới. Còn về bãi vạc đánh keo đây thì nó gồm 5 con mồi. Đấy, 5 con mồi này thì có những cái tổng cộng là 3 con mồi đứng bờ. Đấy, và 2 con mồi vỉ. Thì khi vạc nó xuống thì kéo 2 con mồi vỉ sáng nhất bàn kìa. Đấy, tại sao? Bởi đánh phải đánh lưới thì anh em có thể thấy là cái mặt ruộng bên ngoài do nông dân là người ta dập ruộng thì mình phải căng thêm lưới. Đấy, tối hôm qua cũng bắt được mấy con lưới rồi. Đấy, anh em có thể thấy này. Đấy, nếu mà không đánh lưới ra thì nó sẽ đậu hết ruộng này, bởi vì cái bãi nhựa nó sẽ trợn mà. Đấy, khi có lưới thì cái thứ nhất là nó trợn lưới thì nó vào bãi nhựa này. Cái thứ hai nữa là khi nó bật lên nó dính lưới thì mình lại ra bắt. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua keo mua lưới thì liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Còn tối nay đánh có vạc ra thì quay cho anh em cùng xem. Dính lưới này anh em này. Nó lấy lên luôn. Đơn giản này, gỡ cái này đơn giản lắm. Chịu nước không nổi rồi. Quay thành quả đây làm sao nhé. Đấy, anh em này, cái vạt trên lưới này. Vạt trên lưới thì nó rất là sạch lông rồi. Sạch lông. Đấy, được 3 con vạt lưới. Có lưới đánh cũng khá là hiệu quả đấy nhá. Đó là vẽ sáng thì quay đàng hoàng cho anh em xem nhé. Hiện tại thì hơi tối nhỉ. Ở cái thành quả đánh vạt của buổi tối ngày hôm qua này anh em này, đợt này vạt thì nó không đi đều như là mọi hôm nữa. Đấy, đây đa số là dính lưới 100% hết anh em. Đây, vạt dính lưới đây. Dính lưới thì cánh nó không bị dính keo anh em này. Đấy, đánh cái lưới này thì khá là hiệu quả đấy. Đây. Anh em có thể thấy là vạc dính lưới nó khỏe hơn là đánh keo. Còn đánh keo thì nó cũng nhiều cái điểm hay của đánh keo. Mỗi cái nó có một cái điểm hay. Đấy, đánh keo thì đa số đàn nó đổ nó sẽ được đông hơn. Còn mình đánh lưới ở cái bàn keo ấy, thì gọi là hỗ trợ. Đấy, hỗ trợ thêm để những cái con vạc nó quẩn ở bên ngoài nó dính. Đây, những cái con vạc sáng này thì những con này thì nhiều anh em thích làm mồi này. Đấy, bởi vì khi đặt ở bàn nó sáng bàn. Đây, tinh bạc to thôi. Đấy, đợt này vạc nó sẽ đi được một nhịp nữa rồi nó mới hết cơ anh em. Đấy, anh em nào mà ở khu vực miền Bắc ấy, đấy thì cần cho mình những cái tay lưới đánh vạc này. Đấy, hoặc là những cái lọ keo. Đây, lọ keo đánh vạc này. Đây, lọ keo đây. Đấy, lọ keo. Và lưới thì anh em liên hệ nhé. Em để cái số điện thoại ở góc màn hình video ấy. Còn anh em nào mà đam mê thật sự thì đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục đón xem những cái video tiếp theo. Đó, bây giờ quay qua mô hình cho anh em xem một chút này. Về mô hình đây. Đấy, mô hình đây anh em này. Đấy, mô hình thì đây là mô hình đánh keo. Đấy, khu vực bàn trước mặt anh em đang xem đây. Còn về đây là những cái cánh lưới này. Kính lưới cũng như là loa. Đấy, tối hôm qua mắc ở khu vực này rất là nhiều để quay cho anh em, nhưng lúc ấy nó tối quá. Đấy, hôm nay là chủ quan không mang thêm đèn đi, không quay được. Đấy, lưới nó dính chỗ đục đục này, dính hết vào cánh này. Cánh này dính được 3 con, cánh kia dính được 1 con, còn 1 con xuống bãi keo anh ạ. Đấy, lưới đánh vạc này khá là hiệu quả đấy, mà giá cả của nó rất là rẻ so với những cái mẫu lưới đánh chim khác. Đấy, anh em nào xem được cái video này cần cho mình lưới đánh vạc hoặc là keo thì liên hệ nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở buổi đánh vạc trong ngày hôm nay.